Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Thánh Gioan Gioan Phaolô II đã từng nói, ngục tù tồi tệ nhất của con người đó là một tâm hồn bị đóng kín. Kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân chúng ta cũng như khi quan sát cuộc sống ít nhiều cho chúng ta khẳng định rằng lời Ngài nói quả là hữu lý. Có nhiều lý do khiến cho một tâm hồn bị đóng kín. Có thể do sợ hãi, hoặc vì thất vọng, vì đã từng bị tổn thương, vì sợ không được nhìn nhận, vì nghi ngờ. Và cũng có một lý do khác, đó là vì ích kỷ, vì tự mãn mà không mở ra được với Thiên Chúa, không mở ra được với người khác. Và chắc chắn còn nhiều lý do khác nữa, nội tại cũng như ngoại tại. Hệ quả của một tâm hồn khép kín đó là sự tù túng, nghèo nàn, ích kỷ vì chỉ quẩn quanh với những bận tâm của cá nhân. Vì không mở ra được với Thiên Chúa và tha nhân nên thế giới dần bị thu hẹp lại. Các tương quan cũng trở nên vô nghĩa và mất dần theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh hôm nay phần nào cũng diễn tả tình trạng ấy nơi các môn đệ đầu tiên khi Thánh sử Gioan mô tả về tâm trạng và tình trạng của các ông sau khi chứng kiến thầy mình bước vào cuộc khổ nạn, chứng kiến thầy mình bị đóng đinh và chịu chết. Đó là tâm trạng thất vọng, nỗi sợ hãi, sự đóng kín và ngờ vực. Thất vọng sẽ dẫn đến sợ hãi. Càng sợ hãi thì người ta càng đóng kín. Khi đóng kín thì tất yếu dẫn đến nghi ngờ. Càng nghi ngờ thì nỗi sợ lại càng lớn. Và cứ thế, làm sao có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sợ hãi và nghi ngờ? Chính Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra đã dẫn các môn đệ ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Chính điều này giải thích vì sao lời đầu tiên mà Đức Giêsu nói với các môn đệ của mình đó là lời chào chúc bình an để xua tan nỗi sợ nơi các môn đệ. Và việc thứ hai Đức Giêsu Phục Sinh làm là mời các ông chạm vào những vết thương hữu hình của mình để củng cố và gia tăng đức tin cho các ông. Thật ra nếu vội phán quyết Tôma kém tin như trong trình thuật chúng ta đọc thì cũng tội cho các ông, vì thật ra các môn đệ khác cũng kém tin như ông mà thôi khi chưa gặp đấng phục sinh. Nhìn vào chính mình, tất cả tôi cũng như anh chị em chắc cũng đều phải công nhận rằng mình cũng chẳng khá hơn Tôma và các môn đệ chút nào đâu. Bằng chứng là dù tuyên xưng Đức Giêsu phục sinh, dù có kinh thánh và lời dạy của giáo hội, hơn nữa dù đã có bao thế hệ chứng nhân đã dùng chính sự sống và cái chết của mình để làm chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh, nhưng không ít khi chúng ta vẫn lo lắng, vẫn sợ hãi và ngờ vực. Chúng ta vẫn đóng lòng lại trước lời mời gọi của Tin Mừng, trước lời mời gọi sống yêu thương, tha nhân một cách cụ thể. Vâng, hội thánh của chúng ta vẫn còn đó những Tôma đang nghi ngờ. Hội thánh cũng vẫn còn đó những môn đệ đang sợ hãi và khép kín. Làm sao những môn đệ vẫn còn sợ hãi và khép kín có thể loan tin mừng về Đức Giêsu phục sinh cho những Tôma nghi ngờ ngày hôm nay đây? Lời Chúa hôm nay vẫn là tin mừng cho mỗi người chúng ta. Xin Đức Giêsu phục sinh tiếp tục ban bình an cho tâm hồn chúng ta, hầu xua tan những bất an, lo lắng và tù túng. Xin Đức Giêsu phục sinh củng cố niềm tin cho chúng ta bằng việc cho chúng ta chạm vào những vết thương của Ngài, nơi những vết thương của tha nhân. Và đó cũng là lúc chúng ta can đảm trao những vết thương của chúng ta để chính Chúa chữa lành. Để mỗi khi nhìn đến những dấu đinh và vết thương của Đức Giêsu nơi tha nhân và nơi chính mình, chính chúng ta cũng xác tín đó là dấu tích của tình yêu và của lòng thương xót Chúa. Amen.